audio tròn bộ truyện ngôn tình xin dần đọc giới thiệu tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio tròn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không gọi được điện thoại cho Giang Hiểu Nhi, Vùng Dịch Phong cảm thấy rất bực dọc vô cùng. Rõ ràng bị hành hạ suốt cả một ngày, còn vội vội vàng vàng đi ra cửa, chạy thẳng đến trước nhà mẹ đẻ của Hiểu Nhi. Anh dừng xe, mới nhìn thoáng qua thôi, đã thấy chiếc bèn lây trắng quen thuộc. Ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng. Ngọn lửa giận ở trong bụng cũng tự động được dập tắt. Anh ngẩng đầu lên, bàn tay đang mở cửa của anh chợt khửng lại. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, chỉ còn lác đác vài căn nhà sáng đèn. Xung quanh căn hộ quen thuộc kia đều tối om om. Phùng Dịch Phong lấy điện thoại ra, gọi cho cô một cuộc, rồi lại tiếp tục thở dài bất đắc dĩ. Vẫn khóa máy sao? Biết cô về nhà mẹ đẻ, trái tim đang treo lơ lửng của anh cũng hạ được xuống đất. Sau một lúc băn khoăn, cuối cùng anh vẫn không đi lên tầng làm phiền đến hai người bọn họ, mà chỉ rít một điếu thuốc, lại quay về. Nửa đêm nửa hôm rồi, mà vẫn còn mệt ngoài trên đường. Nhưng khi về đến Bách Mạt Viên, Tắm táp xong, rốt cuộc thì trái tim của anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh nằm trên giường, ôm chiếc gối của cô vào lòng mình. Không ngờ lại cảm thấy hơi mệt nhọc. Đúng là đồ chỉ biết hành hạ người khác. Thôi vậy, sáng mai rồi hãng đi tìm cô ấy. Bởi vì chuyện trong lòng anh vẫn mãi canh cánh chuyện này. Phùng Dịch Phong ngủ dậy rất sớm, chỉ sợ không gặp được cô. Anh lái xe đến trước căn hộ của mẹ Hiểu Nhi. Thấy chiếc xe trắng ấy vẫn còn nằm ở vị trí cũ, anh mới thở vào một hơi rồi khép mắt lại nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng chuông đinh đinh tang tang, Phùng Dịch Phong chợt dùng mình, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh ngẩng đầu lên thấy chiếc xe vẫn nằm ở đó mới lật tìm điện thoại. Hoa xà là thông báo rác rưởi. Anh tùy tiện xóa đi, cũng không còn buồn ngủ nữa mà tùy tiện lướt mạng. Vừa mờ đã nhìn thấy tin tức nhảy ra liên tục. Vợ chồng tạm thời nhà trọ, làm ăn phát đạt. Tấm hình ấy, bóng lưng ấy, sao lại giống với Hiểu Nhi như vậy? Còn người đàn ông này... Mặc dù tấm hình hơi tối, nhưng rõ ràng, bộ đồ này là đồ cô mặc hồi tối hôm qua kia mà. Phùng Dịch Phong duỗi tay, mở ra xem thử. Rồi sau đó, mấy tấm hình hiện ra trước mặt anh. Có bóng nghiêng của Hiểu Nhi, có bóng lưng của cô. Nhưng người đàn ông ấy lại được chụp rất rõ ràng, Trương Việt Khánh. Gần như trong giây phút đó, còn lửa giận trong lòng của vùng Dịch Phong đã bốc thẳng lên cổ họng. Anh nhìn hai người trong tấm hình đang ở trên đường, người đàn ông ấy cầm bộ đồ như thể muốn ướm lên người mình, còn Hiểu Nhi thì lại nắm một góc khác, như thể đang hoa tay múa chân. Rõ ràng tay cô sách không ít món, mặc dù không nhìn rõ nhưng tất cả đều là túi mua hàng. Rõ ràng hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau dường như cô gái mua đồ cho chàng trai rồi ngọt ngào âu yếm nhau ở ngoài đường vậy nhưng phùng dịch phong lại lờ mờ cảm thấy trương việt khánh tỏ ra không vui mà hiểu nhi lại kiễng gót chân chồng cô có vẻ rất sốt ruột cô ấy sốt ruột mua đồ cho trương việt khánh sao cái con người hám tiền ấy sao sự ngờ vực này lên trong đầu anh phùng dịch phong cảm thấy xung quanh con đường này hơi hơi quen quen không ngờ trong tấm hình cuối cùng Hiếu Nhi lại xách túi đựng đồ đi vào trong một nhà trọ. Nhìn thấy cô xách túi đựng đồ đi vào trong căn nhà trọ vừa cũ kỹ vừa xa xôi rồi lại bước ra tay không. Hơn nữa đầu tóc có hơi lộn xộn. So sánh hai bức hình với nhau thì vẫn có thể đoán ra được thời gian chính xác trong vòng nửa tiếng. Trong nháy mắt, bàn tay của vùng dịch phong lại nhanh hơn đôi phần. Tin tức này từ đâu mà ra, không ngờ cũng có thể lên bản tin thời sự. Có nhầm gì không đây? đi đến cái nơi rách nát đó làm gì chứ đầu óc có vấn đề sao cho dù cô ấy có lén lút qua lại với trương việt khánh thì cũng sẽ không đến nỗi chọn một nơi dơ ráy như vậy kia chứ người đàn ông kia có nghèo đến mức keo kiệt không dám chi không còn cần phụ nữ mua đồ cho mình nữa sao các con chữ trong bản tin cũng đều đuổi hình bắt bóng bọn họ đều đang nói người phụ nữ này ì mình có chút nhan sắc mà ham ăn miếng làm muốn nằm không hưởng lợi một căn phòng trọ trong một đêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cho dù cho dù chỉ trong một nơi nghèo túng được đắp lên từ những miếng gỗ thì cũng có thể mua bán xác thịt được. Đằng sau vẫn còn vài tấm ảnh chụp. Những người phụ nữ khác đi vào trong nhà trọ, một đêm ra ra vào vào ba bốn lần. Mỗi lần đều mặc quần áo khác nhau, đi với những người đàn ông khác nhau, âm thầm ám chỉ, theo giờ, giận có lời. Bọn họ còn nhiệt tình giới thiệu vài nhà trọ và khách sạn nổi tiếng anh không biết vì sao mà lại cảm thấy bản tin này nhằm vào Hiểu Nhi. Chẳng có gì để nghi ngờ cả. Người trong tấm hình là cô ấy, người ra ra vào vào cũng là cô ấy. Nhưng Phùng Dịch Phong lại không cảm thấy hai người này có mờ ám gì với nhau. Bởi vì anh biết tối hôm qua Hiếu Nhi ở nhà. Hơn nữa, bọn họ vừa mới gây gổ, cô ấy có mướn phòng thì anh cũng không ngạc nhiên một chút nào. Trong những gì anh biết về cô ấy thì Hiếu Nhi là một người rất keo kiệt cứ thích tiết kiệm tiền đếm rơi, cùng hết sức keo kiệt với bản thân. Bởi vì anh cảm thấy có cho cô nhiều tiền hơn nữa thì cô cũng không dùng đến, nhưng lại rất thích nhận lấy niềm vui mỗi khi cầm đếm tiền. Cũng chính vì thế, anh không đưa thẻ ngân hàng cho cô mà lại đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho Hiểu Nhi. Biết đầu chừng cô còn thấy vui hơn nữa. Khoảng thời gian cô ra ra vào vào nơi này cũng có thể chính là thời gian cô về nhà mẹ đẻ anh cảm thấy vốn dĩ cô muốn ở nhà trọ kết quả lại chê sơ hay là gì đó nên vào được một lúc rồi vẫn quyết định về nhà mẹ đẻ nhưng nào ngờ cô lại bị chụp lén để đăng trong bản tin như thế này hơn nữa cô với trương việt khánh là thế nào đây rõ ràng quần áo trong tay cô là trang phục của đàn ông hơn nữa đúng là do cô mua hơn nữa nhìn những chiếc túi đựng thì không thấy giống quần áo cao cấp cô mua quần áo nam để làm cái gì chứ sự nghi ngờ đầy ứ trong lòng anh anh vô tình ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Hiểu Nhi đi xuống cầu thang, nhìn thời gian chỉ mới có 7 giờ, sớm thế sao. May mà mình nhìn xa trông rộng, chứ bằng không thì sẽ không gặp được cô nữa. Phùng Dịch Phong cất điện thoại đi, vội vàng đẩy cửa xuống xe. Ở phía bên kia, điện thoại của Giang Hiểu Nhi giao vang không ngừng. Cô liếc nhìn thử, bèn thấy các loại ưu đãi rác rưởi, tiêu phí của ngân hàng và thông báo điện thoại. Một đống tin nhắn chưa đọc, cô cũng không nhìn kỹ, Thấy chẳng có tin gì quan trọng, bèn thẳng tay xóa hết. Đương nhiên cô cũng không biết rằng, trong vô số những thông báo lúc cô tắt máy, có thông báo về cuộc gọi nhỡ của vùng Dịch Phong, bởi vì chậm trễ mà giờ mới tới muộn. Cô vừa đi vừa cúi đầu tính toán, nhầm xem làm sao để có thể đến gặp anh trai trước khi đi làm, rồi mới đi quẹt thẻ điểm danh, tìm cái cớ ra bệnh viện một chuyến. Trong lúc thất thần, đột nhiên bị bao vây trong một bóng đen, bước chân của Hiểu Nhi khừng lại, Đôi giày đen bóng loáng của người đàn ông đập vào trong mắt cô, Chồng có vẻ quen quen. Hiểu Nhi sững sờ trong giây lát rồi mới chậm rãi ngừng đầu lên. Cơ thể cao giáo, gương mặt đẹp trai như điều khác được phóng to trong đồng tử. Đột nhiên cơn giận bùng lên trong lòng của Hiểu Nhi ngay lập tức. Cô cất điện thoại đi, lườm anh một cái sắc lẹm rồi mím môi, quay đầu bỏ đi. Hiểu Nhi Phùng dịch phong kéo cô lại, anh ôm chầm lấy eo cô, giận suốt cả buổi tối rồi mà vẫn còn chưa nguôi sao hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi tóc của lâm khiết kẹt trong nút áo của anh anh cũng không biết vì sao lại bị như vậy hai người mới trò chuyện được đôi câu cô ấy liền tức giận vì bị anh từ chối khéo vừa góc giống lên vừa nổi giận đánh phình phịch vào ngực anh nào ngờ phần đuôi tóc trông có vẻ mềm mại của cô ấy lại có thể đốt cháy mà vướng vào trong kim cài áo và cúc của anh không tháo ra được cô ấy lại không cho anh cắt đi lúc hai người đang gỡ ra thì cô lại bước vào giờ anh còn quan tâm đến em làm cái gì nữa em tức chết luôn chẳng phải là tốt hơn sao phùng đại thiếu gia anh đây càng bớt đi một chuyện giang hiểu nhi gào lên sau đó lại thấy có gì đó không đúng liền chép miệng lắc đầu em mới không thèm tức giận tức chết đi rồi thì lại đúng ý của người khác quá Nghĩ đến chuyện cả buổi tối ngày hôm qua Anh chẳng thèm gọi điện nồi một cú điện thoại cho cô rằng Hiểu Nhi cảm thấy Giờ có tức giận cũng phí hơi Tiểu Hiểu Phùng Dịch Phong ôm lấy cô đầu đầu không thôi Thực sự không phải như em nghĩ đâu Nếu anh thực sự ở trong phòng làm gì đó Chẳng lẽ lại không thèm khóa cửa hay sao Phùng Dịch Phong không biết Là mình đã bỏ lỡ thời cơ giải thích tốt nhất Kiên nhẫn giải thích Nhưng Giang Hiểu Nhi càng nghe Thì lại càng thấy bực bội Đại thiếu gia như anh đây Nếu đã vui vẻ rồi thì chuyện gì còn không dám làm được nữa chứ chưa? chưa biết chừng Vì muốn tìm cảm giác mạnh Huống hồ đó còn là địa bàn của anh Phùng Dịch Phong Em có thù gì với anh sao Anh còn nói dối em nữa Anh là đồ của cài lăng nhăng Em bị anh hại chết rồi Anh nhìn này nhìn này Giang Hiểu Nhi kéo cổ áo sơ mi xuống Lúc này đây cô thực sự có xúc động muốn chém người Anh còn không biết tự xấu hổ anh cái gì cũng muốn Anh đi chết một mình đi Liên lụy đến em làm cái gì Sao vậy Cái này Phùng Dịch Phong bị những cục mụn nhọt trên người cô Làm cho giật này mình Anh vô thức vươn tay ra Muốn nhìn rõ hơn Nhưng lại bị cô gạt đi Anh còn hỏi sao sao Chuyện tốt mà anh làm đấy Còn hỏi em sao Từ trước đến giờ Ngoài anh ra Em chưa có người đàn ông nào khác Nếu như không phải là anh lấy thứ bạch bẩn thỉu này sang cho em Thì sao em lại thành ra như thế này chứ tất cả đều là do anh, do anh, anh bắt nạt em, anh hại em, hại em." Giang Hiểu Nhi trở nên kích động, giơ tay giơ chân đấm đá loạn xạ, nghĩ đến chuyện sức khỏe của ba vẫn chưa khá hơn, bản thân mình có khi cũng có chuyện, cô vừa giận dữ vừa tủi thân, nước mắt trực tuôn ra. Bị đánh đập như vậy, vốn dĩ Phùng Dịch Phong cũng rất tức giận, nhưng có một câu nói khiến cho sự bất mãn của anh nhanh chóng tiêu tan hết anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của cô. Nói linh tinh cái gì đây? Anh chưa từng động vào người phụ nữ nào khác, lại còn nói là bẩn thỉu nữa. Anh là hạng người như thế sao? Anh nói... Cái gì cơ? Câu nói này đối với Giang Hiểu Nhi cũng y hệt như vậy. Nó đáng tin hơn bất kỳ lời đường mật nào. Phùng Dịch Phong lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô. Ngoài em ra, anh không có người phụ nữ nào khác. Ngay cả Dung Lâm Khiết, anh cũng chưa từng chạm vào cô ta. Phùng Dịch Phong chỉnh lại quần áo cho cô rồi khẽ gõ lên đầu cô. Có phải là bị dị ứng gì rồi không? Tay làng bằm kia có nói bệnh gì với em không? Bệnh đó sẽ lây lan ở đâu? Thiếu dây thần kinh não nên ngốc nghếch rồi có phải không? Hôm qua đùng đùng chạy đến công ty nổi trận lôi đình chỉ là vì chuyện này thôi sao? Nếu như bị dị ứng thì tại sao bác sĩ không trực tiếp kê thuốc cho em chứ? Còn bắt em khám da nữa. Những hai lần liền đến giờ vẫn chưa có kết quả. Rõ ràng là rất nghiêm trọng Bệnh nặng ở bệnh viện Em còn bị người ta khinh bỉ Làm bài học minh họa cho việc dạy dỗ con gái trong nhà kia kìa Nghĩ lại Thành âm của Giang Hiểu Nhi không khỏi nâng cao đến hai nốt Khó chịu Thì sao không nói với anh Đến chỗ Trịnh Liên Thành Chỉ cần hai phút thôi là xong xuôi rồi Giờ em xem thành cái dạng gì rồi đây này Tính khí nóng lên Liền không quan tâm gì hết Không nghe giải thích Xong tắt máy còn không thèm về nhà Anh mới vướng bận với khách hàng có chút thôi em liền biến mất không chút tâm hơi đêm hôm rồi cả dạng sáng anh phải chạy tới chạy lùi đến hai lần liền nghĩa là sao chứ giang hiểu nhi ngẩng đầu lên ánh mắt có chút khó hiểu anh gọi điện cho em sao em tắt máy rồi sao mà biết được nữa gọi không dưới hai mươi cuộc cũng không nghe máy phùng dịch phong liếc cô một hồi giọng nói cũng nhẹ nhàng đôi phần trên người còn có khó chịu chỗ nào nữa không người phụ nữ đó là khách hàng sao Giang Hiểu Nhi trong phút chốc bỗng nhận ra rằng mình đã quá sơ suất, mới nhìn thôi đã lập tức suy diễn. Thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác, ngay lập tức đã liền nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn quên mất một điều là với thân phận này của anh, việc tiếp xúc với nhiều phụ nữ là điều bình thường. Rồi lại nghe anh nói là có gọi điện thoại, nửa đêm lẫn sáng sớm đều qua tìm cô, tâm trạng của cô liền nguôi ngoai, trong lòng không khỏi hân hoan. Cô lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên cô nói một cách mềm lòng. Ừ, ngứa thôi, khó chịu. Còn nữa, rất xấu. Không sao. Phùng Dịch Phong vuốt tóc cô rồi ôm lấy cô. Anh cùng em đến bệnh viện khám xem sao. Đừng lo lắng. Cho dù là bệnh gì thì chúng ta cũng sẽ chữa dần dần. Nếu thực sự là mắc loại bệnh đó thì sao? Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên. Phùng Dịch Phong ngầm hiểu được ý cô. cúi đầu xuống hôn cô một cái thật sâu. Dù có mắc bệnh đó, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tiểu hiểu của anh ngoan như vậy, ông trời chắc chắn sẽ có mắt. Không cần lo lắng, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Em không khỏe, anh cũng chịu đựng cùng với em. Bất giác, Hiểu Nhi cũng lầm bầm theo. Ừ, em cũng thấy thế. Chẳng em không xui xẻo đến mức đó đâu. Em cũng chưa từng làm chuyện gì xấu cả, vô cùng sạch sẽ. Phùng Dịch Phong vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, dắt cô đi ra xe. Sau này đừng có đến mấy cái nhà nghỉ như thế này nữa Thì sẽ an toàn hơn đây Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên vô cùng ngạc nhiên Sao anh lại biết Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy anh trai rồi sao Phùng Dịch Phong đẩy cô vào trong xe Rồi sau đó gõ nhẹ lên đầu cô Chẳng lẽ tối hôm qua Em không định ngủ ở nhà nghỉ sao Kèo kiệt vừa thôi chứ Đúng rồi em mua quần áo nam làm gì vậy Lại còn rằng co với cả Trương Việt Khánh nữa Phùng Dịch Phong vừa thuận miệng hỏi Vừa khởi động xe Ông xã anh có con mắt nhìn giảm mà. Giang Hiểu Nhi chớp chớp mắt ngạc nhiên, sao chuyện gì anh cũng biết vậy chứ? Từ mình nhìn đi. Phùng Dịch Phong mở điện thoại lên rồi đưa nó cho cô. Giang Hiểu Nhi cúi xuống nhìn liền sững sờ. Sao chuyện cô đi nhà nghỉ thôi cũng lên báo được thế chứ? Có nhầm không vậy? Đây có được tính là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân không? Lần sau đừng đến những chỗ như thế này nữa. Vừa bẩn lại không an toàn. Ừm dòng điều này của anh khá là bình thản giang hiểu nhi lén nuốt nước miếng lén lén liếc chộp anh một cái nhìn cái gì con nhìn thì cũng phải trả lời em mua mấy bộ quần áo nam rẻ tiền đấy để làm cái gì đây cô đã hứa với anh trai không thể nói được nói ra rồi thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa nhưng vẫn phải giải thích một phen giang hiểu nhi rũ mắt xuống hai tay xoắn suýt lại với nhau tâm trạng không tốt mua về cắt dạ cho bó tức Phùng Dịch Phong thiếu chút nữa thì cười không ra hơi. Đúng lúc đang có đèn đỏ, anh không khỏi ngạc nhiên. Quay đầu nhìn cô, mua quần áo về rồi cắt ra để xả cơn tức sao? Chẳng trách lại mua đồ rẻ tiền vậy. Đúng với tính cách của cô, tối hôm qua cô giận anh lắm chăng? Thế nên mới vung tiền xả hận như thế. Thế còn Trường Việt Khánh thì sao? Đi đường liền đụng phải thôi, ghét chết đi được. Anh ta cũng hỏi em mua quần áo để làm gì. Nhất quyết muốn bỏ ra xem, Bọn em đứng giữa đường rằng coi một lúc. Ông xã, không phải như những gì báo viết đâu. Em không cùng với anh ta đi khách sạn. Em tránh còn không kịp ấy chưa? Bực mình thật đấy. Sao lại lên báo được chưa? Ừ. Trong lúc trò chuyện, hai người cũng đã đến được bệnh viện. Tiến hành kiểm tra ra. Rất nhanh sau đó, liền có kết quả. Trình Liên Thành lật tờ báo cáo trong tay rồi nói. Anh nói là bị dị ứng rồi mà. Còn không tin nữa. Cứ đòi kiểm tra ra. Muốn lãng phí tài nguyên thì cũng không nên làm thế này chứ. Chỉ là bị dị ứng thông thường dẫn đến tình trạng phát ban thôi, kèm theo viêm da chóc vẩy. Thế nên nhìn qua thì giống như thay da vậy, nên nhìn thì có chút không đúng lắm. Không sao đâu, uống ít thuốc thì sẽ khỏi mà. Dị ứng thật sao ạ? Bệnh viện kia còn nghiêm túc đến độ bắt em làm xét nghiệm hai lần liền. Đúng là chẳng có ý đức gì cả. Chắc chắn là muốn bọn rút tiền của em, hại em cứ nghĩ là mình mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa giang hiểu nhi vỗ ngực có chút tức giận sau đó liền truyền chủ đề gần đây em có ăn món gì lạ đâu chứ Chỉ ăn có mỗi cua nhưng là cua tươi chưa kìa em có bị dị ứng gì đâu thế thì sau này em không được ăn cua nữa sao đau lòng quá đi mất cô lúc thì tức giận lúc lại ủ rũ mỗi lúc một biểu cảm hai người đàn ông ánh mắt giao nhau rồi không nhịn được mà mỉm cười viện trường trịnh lúc này có một y tá khác đem báo cáo phân tích mẫu máu đến thấy cô đáng thương như vậy trịnh liên thành khẽ ho một tiếng cười an ủi cô chưa chắc có thể là do em có cái gì đó khác nữa có nhiều thứ kết hợp lại với nhau thì sẽ dẫn đến tình trạng bị dị ứng ví dụ như thuốc an thần hết hạn sử dụng chẳng hạn trong thành phần máu của em còn sót lại dư lượng thuốc lần sau cẩn thận hơn nhé không sao đâu nếu như bị dị ứng thì nên ăn kiêng trước kia có những thứ ăn vào không bị dị ứng mà sau này lại vẫn bị dị ứng thì cũng rất bình thường thể chất con người cũng thường xuyên thay đổi anh còn nhớ đợt trước trên báo đã từng đưa tin là có người suýt chết vì ăn đào đấy cũng là dị ứng nhưng biểu hiện lại không hề giống nhau lần này phát ban nhưng lần sau có thể là viêm mũi hoặc khó thở cơ thể biết nói phản ứng của cơ thể là minh chứng rõ ràng nhất chú ý vào nhé kịp thời kiểm tra điều trị là được rồi không sao thì tốt rồi. Cuối cùng thì cũng có thể yên tâm đi kiếm... Đi làm. Cảm ơn bác sĩ Trịnh. Giang Hiếu Nhi cười. Tàng đá đè nặng trong lòng cũng được buông xuống. Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Khắp thế gian đâu đâu cũng là sáng lạn. Phùng Dịch Phong nhìn dáng vẻ lanh lợi hoạt bát này của cô, liền có thể đoán ra được cô đang suy tính điều gì. Phòng chừng do trước đó cắt vài bộ quần áo, giờ bình tĩnh lại thì thấy sót tiền, nên chắc đang tính đi kiếm cơm góp gạo để lấp đầy kim khố đây mà. Sau khi tạm biệt Trịnh Liên Thành xong, Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi đi ra ngoài. Lần này thì tin rồi chứ, danh tiếng cả đời anh suýt chút nữa thì bị hủy hoại trong tay em rồi đấy. Nếu như tối hôm qua cô mà làm loạn cả lên thì phòng trừng cả công ty đã đồn ở Mỹ hết cả rồi. Lúc đấy dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được oan khuất. Giang Hiểu Nhi cười gượng, cô cũng cảm thấy bản thân có chút kích động quá mức. Ai bảo cô trân trọng cái mạng nhỏ này của mình như thế chứ. Ông xã, anh Minh Uy Vũ, chuyện này rõ như ban ngày, một con sâu gạo bé nhỏ như em làm sao có bản lĩnh lớn đến thế chứ? Nếu như tối qua, đúng lúc đấy mà không gặp được Mạc Ngôn thì có khi em đã bị bảo vệ bóp chết ở ngoài cửa rồi. Thế cho nên, sự sáng suốt anh minh của ông xã giống như tường đồng vách sắt, chuẩn không cần trình luôn. Ông xã đừng có chấp nhặt mấy chuyện còn con như thế này nhé. Anh nhìn này, bé yêu vừa bị ốm vừa tùy thân cũng rất đáng thương nữa. Coi như hòa đi, em cũng không tính chuyện với anh với người phụ nữ khác họp riêng ở trong phòng làm việc mà. Nói đoạn, cô ấm ức bĩu môi. Em thì ngay cả cửa lớn cũng chẳng có cơ hội để đặt chân vào cơ. Phùng Dịch Phong xoa đầu cô, bất lực lắc đầu. Đó là quy định của công ty, không hẹn trước hay thông báo thì không được vào. Nếu như ai cũng có thể tùy tiện ra vào thì anh còn làm được gì nữa. Lần sau nếu đến thì gọi điện trước cho anh hoặc là gọi cho Mạc Ngôn cũng được. Phùng Dịch Phong nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 8 giờ liền nói. Đi thôi, dẫn bé ngoan đến công ty ăn trực bữa sáng. Cho ăn gặp mặt mọi người, lần sau họ sẽ không chặn em lại nữa. Giang Hiểu Nhi không ngờ lại nói như vậy, nhất thời cười tươi như hoa. Vâng, đến quốc tế trương việt rồi phùng dịch phong suốt quãng đường đều ôm lấy eo của cô tư thế của hai người vô cùng thân mật rằng hiểu nhi đẹp một cách bất chấp cảm giác được người khác công nhận khiến cô vui vẻ từ tận đáy lòng còn phùng dịch phong đối với những chuyện này đều dường dường như không trong mắt anh những lời đàm tiếu kia chẳng đáng là gì anh chỉ quan tâm đến những người anh muốn quan tâm chỉ muốn làm những chuyện mà mình muốn làm thời gian vẫn còn sớm, công nhân ra vào công ty vẫn còn thừa thớt. Nhưng hai người đi đến đâu thì chỗ đó liền giống như một luồng không khí lạnh xẹt qua. Thời gian như đóng băng, tất cả mọi người đều đờ đẫn, tròn tròn mắt há hốc miệng. Trong mắt chỉ có nhau, hai người đang tán gẫu không để ý đến gì khác. Trước kia cũng có người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phùng Dịch Phong, nhưng cho dù lúc bọn họ thân mật nhất thì cũng toàn là người phụ nữ kia níu lấy anh. Vậy mà hôm nay, tình huống lại hoàn toàn khác biệt từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là vòng tay qua eo giang hiểu nhi rồi buông thõng hai bên hồng cô động tác thể hiện sự chiếm hữu giống như không kiềm được mà tuyên bố chủ quyền hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng không đoái hoài gì đến phụ nữ thường ngày của anh vậy nên ánh mắt của mọi người như rớt hết xuống đất bầu không khí không tệ chút nào vừa mới rẽ qua một góc hành lang, Giang Hiểu Nhi liền nhận được một cú điện thoại yêu cầu cô ra ngoài làm chút chuyện. Nghe đến việc không cần phải vội đến công ty quẹt thẻ chấm công, tâm trạng của cô liền trở nên thoải mái hẳn. Cô cúp điện thoại, quay người nũng nịu nhìn Phùng Dịch Phong, tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy thì em đến phòng làm việc của anh ngồi một lát vậy, dù sao thì em cũng không phải đi làm gấp. Kéo ghế ngồi một lát cũng được, dù sao thì chỗ này cần phải lưu lại một chút hơi thở của em người phụ nữ kia đã đặt chân vào đây rồi sao có thể cho người ngoài chiếm ưu thế như vậy được chứ phùng dịch phong bị tính khí trẻ con này của cô chọc cười anh giơ tay vuốt tóc cô được dẫn em vào trong uống cốc cà phê để cho em làm ô nhiễm khắp lượt xung quanh ông xã ô nhiễm cái gì chứ đau lòng bé quá đi vừa nói hai người vừa bước vào căng tin phùng dịch phong theo thói quen liền dắt cô đi vào gian phòng ở phía bên cạnh chỗ này là do công ty cố ý giữ lại dùng để tiếp đón khách đến công ty tham quan hoặc đến bàn chuyện bình thường nơi này không có mở cửa cho bất kỳ ai chỉ có lãnh đạo cấp cao mới có quyền ra vào hai người vừa ngồi xuống đã có một người chạy đến đưa thực đơn bữa sáng tổng giám đốc hôm nay ngài muốn ăn món gì ạ à? phùng dịch phong ngước mắt lên giang hiểu nhi liền nói không cần đâu tôi thấy ở bên ngoài hình như có nhiều món lắm chúng tôi chọn bừa vài món là đủ ăn đấy mà không cần phải mất công làm món khác đâu hơn nữa bữa sáng cũng chẳng ăn gì nhiều giang hiểu nhi cảm thấy không nhất thiết phải bày vẽ như vậy phùng dịch phong để ý thời gian rồi cũng nói mang hai khay ăn qua đây đi thỉnh thoảng phùng dịch phong cũng sẽ đến căng tin ăn nhưng dụng cụ ăn uống của anh là hoàn toàn riêng biệt không dùng chung với những người khác hơn nữa cho dù anh có ăn ở công ty thì cũng hoàn toàn là mang đến văn phòng cho anh đây cũng là lần đầu tiên anh đến căng tin để ăn sáng như kiều này chẳng mấy chốc đã có người mang hai bộ dụng cụ đến đợi người kia đi rồi anh đứng dậy nhưng giang hiểu nhi liền níu lấy cánh tay anh ông xã em cũng phải ra ngoài đó ư em ra ngoài rồi em gọi anh bằng gì hình như không ổn cho lắm nếu như cô gọi anh là ông xã lỡ người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ gì đây sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến anh đấy chưa dù sao thì cuộc hôn nhân của hai người cũng là hôn nhân bí mật, mặc dù đã được pháp luật công nhận, nhưng xét ra theo như phong tục đặc thù ở một số địa phương thì không tổ chức thì sẽ không được công nhận. Đôi khi cách thức như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng xét trên tổng thể thì thực ra Giang Hiểu Nhi cũng khá là kỳ vọng. Dù sao thì cô có bóng ma tâm lý với hôn lễ trước đó rồi. Nếu như tình cảm không chín muồi, hai bên không cam tâm tình nguyện, thì cô thả rằng không để cho ai biết còn hơn ít ra ngộ nhỡ có một ngày chia ly thì tổn thương cũng bớt được phần nào hôn lễ chỉ là hình thức hạnh phúc cũng không nhất thiết là phải nhận được sự chúc phúc từ người khác chỉ có cảm giác của bản thân mới là điều chân thực nhất trước kia cô đã từng có một đám cưới lộng lẫy nhất phong thành một đám cưới hiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ cùng nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người nhưng sau cùng đau thương còn lại khiến cho cả đời này cô không thể nào bôi xóa đi được. Cô muốn một bữa ăn sáng đơn giản, nhanh gọn tiện lợi, chứ không muốn khoe khoang gì hết. Lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy nếu giờ ra ngoài, liệu có vô trương quá hay không? Vừa nãy cô nhìn thấy một dãy đồ ăn sáng với nhân viên phụ trách cung cấp thức ăn. Trong căng tin không có nhiều người lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là có. Hơn nữa, nhiều chỗ ngồi như vậy, cộng thêm nhân viên phục vụ nữa, đoán chừng đồ ăn cũng sẽ không ít đâu nha. Nếu không thì sao? Ngốc cả, à, lãng phí như thế sao? Suy nghĩ một hồi, Giang Hiểu Nhi nói, anh lấy bữa giúp em mấy cái bánh bao đi, cả sữa bò với sữa đậu nành nữa, có mấy món đấy chứ? Đồ ngốc, Phùng Dịch Phong kéo cô dậy rồi xiết lấy eo cô theo thói quen. Không cần quan tâm đến người khác làm gì, coi họ như vật trang trí là được. Muốn gọi sao thì cứ gọi, Muốn làm gì thì cứ làm, có anh ở đây, em đi ngang còn được nữa là. Túi sách thì cứ để ở đây đi, muốn ăn gì thì cứ nói, nếu ở đây không có thì anh sẽ bảo bọn họ làm. Tài nghệ của đầu bếp ở đây không tệ chút nào. Những lời đảm bảo này của anh khiến Giang Hiểu Nhi nhẹ nhõm hơn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hạnh phúc vì được cưng chiều. Vâng, cô bước ra ngoài, ngoan ngoãn bưng cây cơm đi theo sau phùng dịch phong. Hai người trông giống hệt như những nhân viên bình thường đi lấy phần ăn đứng một bên xếp hàng rồi chọn món khi nhìn thấy món mình thích giang hiểu nhi liền chọn xùi cào chiên lấy một cái bánh ngũ sắc cũng lấy một cái mới đầu giang hiểu nhi còn khá là rẻ rặt nhưng khi những món ăn ngon đập vào mắt cô hai mắt cô như phát sáng cô đã sớm quên sạch bốn chung quanh rồi suy cho cùng đồ ăn sáng ở căng tin cũng thật là phong phú thơm ngon quá đi mất bánh ngọt còn cả sô cô la nữa ông xã miếng bánh ở bên trái nữa kìa tất cả đồ ăn sáng ở căng tin đều theo hình thức tự phục vụ ngoại trừ một vài món ăn có số lượng có hạn ra còn nhân viên phục vụ đa phần chỉ phụ trách thêm đồ với sắp xếp mọi thứ thấy khai thức ăn gần đầy rồi cô không khỏi ảo não sao lại có nhiều món ngon vậy chứ không đựng được nữa rồi chắc chắn là không ăn hết được đâu phùng dịch phong quay đầu lại nhìn cô muốn ăn gì thì cứ chọn đi không ăn hết thì tính sau ông xã đồ ăn ở công ty anh ngon quá đi mất chắc là cả một tuần cũng không có ngày nào trồng món đâu nhỉ lấy một ít mì xào nữa đi thêm nhiều rau nữa suốt quá trình này giang hiểu nhi không ngậm miệng lại được đến cuối cùng cô nhìn từng món một không chớp mắt dáng vẻ có chút đáng thương bởi vì cái đựng đồ ăn đã đầy rồi hơn nữa thế nào thì cũng không hết được ông xã anh mau lấy ít cháo đi lấy thêm cả xúc xích nướng nữa sau khi cân nhắc Giang Hiểu Nhi lấy thêm một ít món mà mình thích ăn rồi bỏ vào khay của Phùng Dịch Phong. Suốt từ đầu cho tới giờ, cô tập trung hết tinh thần vào đồ ăn ngon mà không hề phát hiện ra rằng toàn bộ căng tin đều dán mắt về phía cô. Cô đã sớm quên mất rằng mình đang ở đâu, Phùng Dịch Phong còn đang gấp sau, cô liền nhón lấy một chiếc bánh ngọt rồi ăn luôn. Còn muốn ăn gì nữa không? Giang Hiểu Nhi nhìn hai khay đầy áp đồ ăn, trong miệng cô vẫn còn đang nhóp nhép bánh ngọt lắc đầu. Vậy thì quay về thôi. Ừ. Vừa quay người lại, cả một dãy người đông đúc nghiêm trình xếp hàng cứ thế ập vào tầm mắt cô. Cô bỗng hoàn hồn, suýt chút nữa thì ném chiếc bánh trong tay đi. Khuôn mặt đỏ bừng lên, thiếu điều thì bị nghẹn. Cô lúng túng, ho khan hai tiếng. Phùng Dịch Phong nhất thời không nhìn được mà bật cười, đẩy cô ra phía ngoài. Đi thôi. Dọc đường đi, Giang Hiểu Nhi cúi gục đầu xuống, không dám ngừng mặt lên. Trở về phòng, đặt đồ ăn xuống bàn, cô không khỏi đưa tay lên vỗ vỗ mặt. Ôi thôi, mất mặt quá đi. Sớm biết sẽ như vậy thì cô đã kiềm chế lại, không ham ăn như thế nữa. Vừa nãy cô hơi đói, tiện tay liền cầm lên ăn, hối hận quá. Giang Hiểu Nhi có chút ủ rũ, Phùng Dịch Phong đưa đũa cho cô rồi cười. Không sao đâu, em không thấy ở căng tin cũng có nhiều người bốc đồ lên ăn luôn đấy sao? Công ty chỉ quy định không được lãng phí đồ ăn, chứ không có quy định bắt buộc phải ngồi một chỗ ăn. Hoa già lạ thế, Sao nhân viên công ty anh đi đứng cứ như mèo thế? Làm em xấu hổ chết đi được. Giang Hiểu Nhi hoàn toàn không ý thức được là do bản thân cô ham ăn đến mức thất thần. Cô khẽ lầm bầm. Phùng Dịch Phong thấy cô trong chốc lát liền phấn chấn trở lại, liền khẽ cong môi, rút khăn giấy ra đưa cho cô. Đối với nhân viên trong công ty, những món ăn thế này đều ăn nhiều đến mức phát ngán rồi. Nhưng đối với một người mới đến lần đầu như Giang Hiểu Nhi thì lại vô cùng hưởng thụ bữa sáng kiểu như thế này mà những món ăn trong khay của Phùng Dịch Phong cũng toàn là dành cho cô. Mỗi lần nhìn thấy cô ăn, Phùng Dịch Phong luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên. Cô không béo chút nào, nhưng suất ăn như thế này lại gấp nhiều lần so với những người con gái bình thường, chứ không hề ít ỏi gì. Dáng người của cô mảnh mai thon gọn, nhẹ nhàng thanh tú, nhưng khi nóng tính lên thì lại giống như con ngựa chiến vậy. Cô giống như một cá thể với những sức hút trái ngược, thu hút sự chú ý của người khác bằng một cách vô cùng khác biệt. Đồ ăn trong khay vơi đi phần nửa, Phùng Dịch Phong liền nói. Đừng cố quá làm gì, nếu thích thì anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây, cho em ăn chán thì thôi. Vâng vâng. Sau khi uống xong hớp sữa đậu nành cuối cùng, Giang Hiểu Nhi cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên. Quả nhiên đồ ăn ngon luôn luôn là phương thuốc chữa bệnh số một. Ăn xong, Phùng Dịch Phong thực sự dẫn cô quay lại phòng làm việc. Giang Hiểu Nhi một lần nữa đặt chân vào căn phòng làm việc rộng rãi sáng sủa này. Tâm trạng hiện giờ của cô hoàn toàn khác hẳn. Ánh mắt cô dò xét xung quanh. Thiên cảm tăng lên gấp bội. Phòng làm việc của anh cũng lạnh lẽo, giống y hệt về ngoài bà người khác nhìn thấy ở anh. Tông màu chủ đạo là nâu trắng, rất đơn điệu. Thiết kế trang nhã, phong cách bài trí đơn giản gọn gàng. Ngoại trừ vài chậu hoa nhài ra thì không còn trang trí thêm gì khác. Thoạt nhìn rất trong lành, thuần khiết, khiến người ta cảm thấy thư thái. Phùng Dịch Phong bưng đến hai cốc cà phê vừa mới pha. Anh chiều chọc, ngồi đi. Hay là em định có bao nhiêu ghế, liền ngồi lên bấy nhiêu cái? Giang Hiểu Nhi quay người lại, lật đật chạy đến bên ghế sofa ngồi xuống đó. Cảm nhận một chút dư vị của những chiếc ghế đặt kế bên rồi mới cười khúc khích, quay về vị trí đối diện với anh. Sau đó cầm tách cà phê lên, chồng thấy dáng vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng của cô tâm trạng của phùng dịch phong trở nên tốt hơn nhiều anh nhấp một ngụp cà phê đột nhiên nhớ tới một chuyện có món quà này quên mất không đưa cho em anh tiện tay lấy ra một chiếc hộp từ dưới đáy ngăn kéo tủ vừa giơ tay ra thì giang hiểu nhi đã đứng dậy đi vòng sang phía bên này cái gì vậy chiếc hộp này cũng lớn đó chứ mở ra xem đi lần trước anh đi công tác nên đã mua món quà này cho cô vốn định mang về nhà nhưng đến lúc tan ca thì lại quên mất. Mở hộp ra, một chiếc túi sách thú bông đập vào mắt cô. Giang Hiểu Nhi nhấc nó lên, trái tim cô dường như tan chảy. Wow, đáng yêu quá! Giang Hiểu Nhi vuốt ve một hồi rồi trực tiếp đeo cháo lên phía trước người, còn lắc lư vài cái nữa. Ông xã, đẹp không? Túi này nhìn ngộ quá, tỷ lệ người qua đường ngoái đầu lại thì chắc chắn là cao lắm nhỉ? Em thích nó lắm, cảm giác đáng yêu hẳn lên ý. Cô rút điện thoại ra chụp lại vài tấm cho chiếc túi này. Cô nhìn điện thoại rồi cười đến híp cả mắt lại. Phùng Dịch Phong nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô rồi tiện tay bế cô ngồi lên trên đùi mình. Anh biết là em sẽ thích mà. Tâm hồn trẻ thơ. Giang Hiểu Nhi ôm cổ anh rồi khẽ hôn lên má anh. Cảm ơn. Sau đó Giang Hiểu Nhi lại ngắm nghĩa một phen thích đến độ không nỡ rời tay. Phùng Dịch Phong ôm cô trong lòng không kìm được mà cúi đầu xuống hít hà lấy mùi hương ở sau gái cô. Khi hai người tóc nối tai kể với nhau thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Tổng giám đốc Phùng, tôi... À, à xin lỗi, xin, xin, lỗi ạ. Như một phản xạ có điều kiện, người đàn ông đẩy cửa rồi xài bước vào lúc này, hiển nhiên xứng sở người lại. Nhưng chưa đến hai giây sau, anh ta nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên theo bản năng, rồi cũng vội vàng từ trên đùi anh nhảy xuống. Hai ánh mắt giao nhau, Hình như cô trông thấy được phía sau của người đàn ông kia còn có hai người nữa. Gương mặt cô đỏ bừng, không khỏi xấu hổ cùng lo lắng. Cô đứng yên một chỗ mà tay chân luống cuống. Em phải làm sao bây giờ? Em trốn chỗ nào đây? Vừa rồi là là ba của Đào Trinh thì phải, hay là cô hoa mắt? Phùng Dịch Phong bị cô chọc cười, không khỏi cười rộ lên. Cũng không phải là không được gặp người khác. Em trốn làm cái gì chứ? Anh nắm lấy tay cô rồi lại bế cô ngồi lên đùi của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.